Nguồn vốn tư nhân trong phát triển cơ sở hạ tầng đang phát huy hiệu quả đột phá, làm thay đổi bộ mặt giao thông của nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong bối cảnh nền kinh tế đang phải đối mặt với dịch COVID-19, việc huy động nguồn vốn cho cơ sở hạ tầng giao thông, đặc biệt với các công trình giao thông trọng điểm, là thách thức lớn của ngành giao thông vận tải. Sau nhiều tháng đàm phán, hợp đồng BOT dự án xây dựng cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Nha Trang Cam Lâm đã chính thức được ký kết. Đây là một trong ba dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông được triển khai theo hình thức đối tác công tư PPP, loại hợp đồng BOT. Đây là một trong những cái hợp đồng đầu tiên mà thực hiện theo các cái quy định chuyển tiếp của luật PPP và các nghị định hướng dẫn. Trong đó là cái đấu thầu nhà đầu tư với cái phương án tài chính là xác định trên cái vốn VGF và vốn hỗ trợ của nhà nước. Nó đã cố định các cái đầu vào ban đầu. Trong đó thì cái tuyến đường là một cái tuyến đường mới và không có cái sự ảnh hưởng can thiệp của các yếu tố bên ngoài, cũng như là các yếu tố về giá phí đã được cố định ngay từ ban đầu và các cái từng kỳ trong cái quá trình triển khai khai thác sau này. Thì đây là những các cái điều kiện thuận lợi và rất là ổn định để cho các nhà đầu tư cũng như là ngân hàng tránh được những các cái rủi ro trong tương lai. Dự án cao tốc Nha Trang Cam Lâm ký hợp đồng thành công là tín hiệu tích cực cho công tác xã hội hóa đầu tư đang gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh công trình trọng điểm như cao tốc Bắc Nam, việc huy động nguồn lực cho các công trình cảng hàng không, sân bay cũng cần một nguồn vốn lớn. Thời gian qua, nhiều địa phương đề xuất được đưa sân bay vào quy hoạch, thế nhưng câu chuyện về nguồn vốn vẫn là nút thắt. Là sân bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam được đầu tư theo hình thức BOT, sân bay Vân Đồn được khởi công từ năm 2016, hoàn thành vào tháng 12 năm 2018. Được thiết kế đạt cấp 4E và sân bay quân sự cấp 2 với đường băng dài 3,6 km, nhà ga công suất 2,5 triệu hành khách một năm, diện tích nhà ga mở rộng, vị trí đỗ tối thiểu được 6 máy bay. Đây không chỉ là sân bay tư nhân đầu tiên trong cả nước mà còn là dự án sân bay có thời gian thi công nhanh nhất, là đột phá thí điểm mô hình tư nhân đầu tư sân bay. Trong cái lúc mà nguồn lực ngân sách nhà nước có hạn và ACV hiện nay thì cũng đang quá tải trong cái vấn đề là quản lý và khai thác các sân bay, thì tôi cho rằng cái việc mà thu hút nguồn vốn tư nhân tham gia đầu tư vào hạ tầng hàng không nói chung, các cảng hàng không và sân bay nói riêng là hết sức cần thiết và quan trọng, đặc biệt là giai đoạn này. Đây là một hướng đi rất là đúng, vì là cái trên thế giới cái mô hình mà các cái sân bay mà do tư nhân đầu tư quản lý khai thác thì không phải là hiếm, nếu như không nói là đa số. Rồi mô hình các cái hãng hàng không có sân bay riêng thì cũng là không phải là ít. Và ở Việt Nam thì thực tế là sân bay Vân Đồn cũng đã do một tập đoàn tư nhân đầu tư khai thác, quản lý, vận hành và đến nay được cho là đánh giá là sân bay hiện đại nhất Việt Nam. Mặc dù thời gian hoạt động chưa lâu, nhưng vai trò của cảng hàng không quốc tế Vân Đồn với sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh rất rõ. Cảng là cửa ngõ giao thông quan trọng kết nối khu vực và thế giới, gắn kết chặt chẽ với chuỗi các dự án giao thông trọng điểm, các sản phẩm du lịch hấp dẫn, các khu công nghiệp, khu kinh tế. Ngay khi đi vào khai thác, đã có 3 hãng hàng không trong nước là Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways khai thác tại cảng với tần suất 2 chuyến một ngày, tỷ lệ lấp đầy đạt trên 70% mỗi chuyến. Sau 5 tháng, cảng đã tiến hành khai thác các tuyến bay quốc tế. Qua kinh nghiệm ở nhà ga thì chúng ta thấy như Đà Nẵng, Cam Ranh, đặc biệt là Vân Đồn. Đấy. Khi đầu tư xong, nhưng khi đưa vào vận hành khai thác là cái khâu chuẩn bị nó phải đồng bộ. Đấy. Từ vấn đề máy móc, thiết bị, vấn đề quản lý, điều hành và vấn đề con người. Câu chuyện từ Vân Đồn cũng cho thấy sự thành công của các dự án do khu vực tư nhân đảm nhận. Trước Vân Đồn, Bộ Giao thông Vận tải đã triển khai mô hình xã hội hóa đầu tư đối với 3 công trình hạ tầng hàng không gồm nhà ga hành khách quốc tế, cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, nhà ga hành khách quốc tế, cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, nhà để xe quốc nội, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Trong khi nguồn lực đầu tư của nhà nước hạn chế, thì tư nhân hóa sân bay là giải pháp hiệu quả. Tôi cũng như là sân bay Cam Ranh vừa rồi đó, là chúng tôi đã đưa được nhà ga quốc tế Cam Ranh vào bản đồ hàng không của thế giới. Đấy là một điểm ấn. Mình phải làm sao mà tất cả các cái sân bay Việt Nam mình đủ tiêu chuẩn để mà lên trên cái bản đồ hàng không thế giới. Chúng tôi thấy rằng là cái đó là cái việc mà không phải chỉ kiếm lợi hay là đem du khách vô, mà phải nhân cơ hội mày phát triển cái thương hiệu Việt Nam ra với thế giới bên ngoài.
Theo số liệu của Cục Hàng không Việt Nam, giai đoạn 2010-2019, tổng nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không là hơn 83.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước chiếm 13%, vốn doanh nghiệp của ACV chiếm 68%, vốn đầu tư các dự án xã hội hóa là 19%. Những số liệu trên cho thấy sự quan tâm rất lớn của các nhà đầu tư tư nhân đối với việc tham gia vào thị trường hàng không. Đây là vấn đề chúng ta thực hiện cái chủ trương của Đảng và Nhà nước về vấn đề thực hiện xã hội hóa. Đấy. Xã hội hóa, theo tôi quan điểm, nó là một cái giải pháp hết sức là quan trọng. Mà trong cái bối cảnh hiện nay rất là cần thực hiện để huy động nguồn lực để đầu tư. Đấy. Tôi lại suy nghĩ là như thế. Đấy. Mà đầu tư ở đây nó không mang tính chất là như các cảng hàng không, sân bay, thì nó không phải là đầu tư mang tính chất là manh mún, mang tính chất là dàn trải, mà nó lại phải đồng bộ và song hành với nhau thì mới khai thác với hiệu quả được. Chính như thế là cái nguồn lực mà ngoài nhà nước, ngoài ACV ra thì cũng rất cần là vấn đề thực hiện cái chủ trương xã hội hóa để huy động tiếp cái nguồn lực để thực hiện đầu tư. Trong đề án định hướng huy động các nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất Bộ Giao thông Vận tải xem xét báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP với 6 cảng hàng không: Đồng Hới, Rạch Giá, Cà Mau, Sapa, Lai Châu, Quảng Trị. Một loạt dự án đầu tư nâng cấp sân bay được đề xuất với tổng chi phí có thể lên đến hàng tỷ đô la. Trong khi ngân sách có hạn thì thu hút các nguồn vốn trong xã hội là phương án tối ưu. Cùng với đó, nhiều nhà đầu tư tư nhân sẵn sàng đồng hành cùng các địa phương xây dựng sân bay. Trong đó đáng chú ý là hãng hàng không Vietjet từng bày tỏ nguyện vọng muốn đầu tư sân bay Điện Biên và sân bay Cát Bi mở rộng. Hai lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cùng tập đoàn FLC đã đề xuất Bộ Giao thông Vận tải về dự án nâng cấp sân bay Đồng Hới thành cảng hàng không quốc tế. Đã gọi là đồng bộ, có nghĩa như Vân Đồn thì họ phải vừa làm đường hạ cất cánh, vừa đường lăn và đường sân đổ và đồng thời nhà ga luôn. Nếu mà tư nhân đầu tư một cái như điển hình như sân Vân Đồn đó, thì nên để cho họ làm từ A đến Z. Và ACV đã thể hiện rồi, đấy là một chứng minh là ACV cũng nhường, cũng để cho xã hội hóa, chứ ACV đâu có muốn nhảy vô mà can thiệp mấy cái việc đó. Thành ra cuối cùng là do quyết định của chính phủ thôi. Chính phủ muốn cái chỗ nào để giao cho xã hội hóa, muốn cái nào cho ACV giao, thì tôi thấy là đó là quá hay. Mong muốn được đầu tư là vậy, nhưng các chuyên gia cho rằng cửa vẫn chưa thực sự rộng mở cho các nhà đầu tư tư nhân, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay cần xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc thực hiện đầu tư theo hình thức PPP và theo hình thức nhượng quyền khai thác, trong đó có các quy định dành riêng và cụ thể đối với hoạt động đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không. Chính phủ phải chỉ đạo các bộ ngành liên quan là gấp rút sớm hoàn thiện và trình cái nghị định hướng dẫn về cái luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và các cái thông tư kèm theo để làm sao mà cụ thể hóa các cái quy định của luật để mà nhà đầu tư người ta có thể có cái hành lang pháp lý rõ nét hơn để người ta đầu tư. Chúng ta phải thực hiện theo đúng tinh thần của luật là phải có những cái quy hoạch từ cấp cao nhất cho đến các địa phương về hệ thống các cái dự án, danh mục các dự án trọng điểm mà cần kêu gọi đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Để được chấp thuận đầu tư theo đúng quy hoạch là việc không hề dễ dàng khi cơ quan quản lý phải cân nhắc về mức độ cần thiết của từng dự án ở mỗi địa phương, tránh kiểu đầu tư theo phong trào, gây lãng phí nguồn lực xã hội. Chưa kể quản lý khai thác và vận hành cảng hàng không hiệu quả như thế nào. Do đó, khi lập dự án cần phải tính đến cả lợi ích lan tỏa từ hạ tầng hàng không mang lại hay kinh doanh dịch vụ phi hàng không. Ngoài cái cách làm là chia lẻ từng sân bay, từng đoạn đường để phân bố trí đầu tư, chúng ta còn có thể tính đến cách là những nơi có lãi thì phải trích cho một phần cái lãi đó để đầu tư cho những nơi buộc phải đầu tư vì lợi ích quốc gia mà lỗ. Thế cho nên Cam Ranh lãi phần Cam Ranh, Vân Đồn lãi phần Vân Đồn, nhà đầu tư đút túi chưa hẳn là cái hay. Chúng ta phải tính đến chuyện là trích một phần lợi nhuận của những sân bay tư nhân đó, nếu họ có lãi, để trả về cho nhà nước, đầu tư cho những vị trí khác mà không có lợi ích cao về kinh tế. Tại sân bay Vân Đồn, nhà đầu tư tư nhân khai thác hoàn toàn cơ sở hạ tầng, phần quản lý điều hành bay là do nhà nước nắm giữ.
Chính vì thế, với dự án sân bay Long Thành, việc chỉ định thầu cho Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV làm chủ đầu tư hay đấu thầu rộng rãi để thu hút nguồn vốn xã hội là vấn đề đang gây nhiều tranh cãi. Rất nhiều nhà đầu tư muốn đầu tư lĩnh vực hàng không, đúng không? Họ rất muốn gọi là nhảy vào cái lĩnh vực này. Thì nhảy vào thì họ phải có những cái chia sẻ, cái khó khăn. Thử hỏi thì bây giờ đặt họ vào những cái nơi khó khăn, họ có dám nhảy vào không? Họ nhảy vào, đấy là sự chia sẻ với đất nước. Thì bây giờ cái cơ chế đấy, báo cáo các đồng chí là Bộ đang nghiên cứu và đề xuất. Đề xuất đây là gì? Có thể anh Thanh không quản lý 21 cảng nữa, mà có thể anh Thanh chỉ quản lý 15-16 cảng thôi. Còn 5-6 cảng, tôi lại kêu gọi xã hội hóa. Anh nào vào, anh đầu tư. Anh đầu tư đồng bộ. Đấy, đúng không? Anh đầu tư đồng bộ. Và anh ấy từ vấn đề nhà quản lý, anh là nhà đầu tư, nhưng tôi gắn cho thêm ánh mạng là nhà quản lý khai thác cả. Vấn đề xã hội hóa thì tôi khẳng định là xã hội hóa là một cái chủ trương đúng đắn, chủ trương rất lớn của Đảng và Nhà nước, và ACV cũng hoàn toàn ủng hộ. Tuy nhiên phải có một cái chính sách đảm bảo cái sự công bằng, bình đẳng. Đấy, bình đẳng. Ví dụ như làm như Vân Đồn thì chúng tôi hết sức ủng hộ là huy động các cái nguồn lực để vào cái phát triển kết cấu hạ tầng. Chứ còn nếu mà làm theo cái phương thức là chỉ những cái nhà ga mà đem lại cái hiệu quả tài chính cao thì mới xã hội hóa, thì như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái đến Tổng Ty Cảng không. Đầu tư theo hình thức PPP đang là xu thế nổi bật trong đầu tư hạ tầng trên thế giới. Do có độ an toàn tài chính cao, tại Việt Nam các chuyên gia cho rằng cần phải có cơ chế rộng mở hơn cho các nhà đầu tư tư nhân. Ta thấy thu hút nguồn lực hay nói hình ảnh khác là xã hội hóa. Xã hội hóa thì bao giờ nhà đầu tư cũng ta tìm ba cái tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất là an toàn, ổn định. Đấy là tiêu chí, tôi đầu tư vào cái an toàn, ổn định không hay thay đổi liên tục. Tiêu chí thứ hai là cái tính thanh khoản. Có nghĩa là có thể thanh toán được không? Có khả năng. Đấy là tế. Cái tiêu chí thứ ba nữa là tiêu chí cái mức lợi nhuận. Nếu ba tiêu chí nó không đạt thì chắc chắn người ta không đầu tư. Cho nên chúng ta phải lựa chọn ba cái tiêu chí đó. Thì đấy là một cái nguyên tắc chung như vậy thôi. Còn tùy từng đối tượng, tùy từng nơi một. Là đối với các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư hiện nay, đặc biệt là các dự án BOT trong lĩnh vực giao thông, thì chính phủ cần phải chỉ đạo các bộ ngành liên quan tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và yêu cầu phải thực hiện đúng cái cam kết trong các hợp đồng đã ký với nhà đầu tư để tạo niềm tin cho nhà đầu tư đối với các dự án đang vận hành hiện nay. Mà các nhà đầu tư hiện nay người ta đang khai thác vận hành, người ta có yên tâm thì các nhà đầu tư mới người ta mới tiếp tục tham gia vào cái này. Cục Hàng không Việt Nam ước tính tổng chi phí đầu tư xây dựng mới và mở rộng 26 sân bay đến năm 2030 khoảng hơn 365.000 tỷ đồng. Giai đoạn 2030-2050 khoảng hơn 866.000 tỷ đồng. Trong đó nguồn lực tài chính từ xã hội hóa đầu tư theo hình thức PPP đóng vai trò quan trọng. Vì vậy cần có một cơ chế phù hợp để thu hút nguồn vốn tư nhân, còn nguồn vốn đầu tư công sẽ đóng vai trò dẫn dắt. Nếu trông chờ vào cái nguồn vốn của nhà nước báo cáo với các ông chí là không đủ, vậy thì có cái giải pháp gì? Vì vậy cho nên tôi đề nghị các ông chí trong thành viên chính phủ là góp sức vào cùng với Bộ Giao thông Vận tải và mạnh dạn đi và điều chỉnh lại tư duy, cách nhìn, cách làm và huy động cái nguồn vốn là nguồn vốn xã hội, nguồn vốn từ người dân rồi nguồn vốn từ doanh nghiệp, lấy cái đầu tư công để mà dẫn dắt cái đầu tư tư. Ta phải tìm trọng tâm trọng điểm, tìm cái nút thắt để ta tháo gỡ, nhưng mà phải có cơ chế chính sách để ưu tiên cho nó. Đã gọi là ưu tiên thì phải xây dựng cơ chế chính sách. Việc đầu tư cho hạ tầng giao thông thời gian tới đòi hỏi một nguồn lực tài chính lớn. Vì vậy, việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách để thu hút khu vực dòng vốn tư nhân trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt là các công trình giao thông trọng điểm, sẽ tạo động lực mạnh mẽ trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước.